và tất cả những anh em, những chị em xã hội đã sẵn sàng đến với buổi khai trương Gala 13 ngày hôm nay chưa nào? Xin cảm ơn tất cả các anh em rất nhiều, và thực sự là trong suốt 7749 ngày qua, em chính là một trong những đàn em của chị 13 chuẩn bị cho cái Gala 13 này với rất nhiều loại xe khác nhau, và lý do đó em đã hít rất nhiều khói bụi nên ảnh hưởng đến chất giọng của em ngày hôm nay. Kính mong là tất cả quý vị sẽ thông cảm với cho em, nhưng anh chị em xã hội thân thiết ngày hôm nay cũng đã tề tụ về đây để mang lại những lời chúc dành cho chị 13 sau khi chị ấy đã quyết định là gác kiếm để có thể quy ẩn giang hồ ở thành phố Đà Lạt mộng mơ với một khí hậu rất là lý tưởng. Nhưng mà kể khi đến đây, gia đình chúng em gặp biết bao nhiêu là chuyện, nên những câu chuyện nó như thế nào, xin mời quý vị theo dõi những hình ảnh đầu tiên ngay sau đây.
như gì. Đinh Ngọc, Phi Linh, Khánh Linh, Hải Đơn. Hôm nay để chúng tôi bắt đầu vào chương trình chiến. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.